xem phim đen, rồi cậu bé 14 tuổi thực hành với bé gái hàng xóm. Chiều ngày 7 tháng 2, tức ngày năm Tết, Trường cùng với thằng em tên Bùi Thế Lân ở nhà trông nhà cho cha mẹ nuôi. Là anh Nguyễn Văn Quy và chị Bùi Thị L đi thăm ông nội đang nằm điều trị bệnh tại bệnh viện thị xã Ngã Bảy. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, em Nguyễn Thị N 6 tuổi cùng mấy người bạn ở cùng xóm qua sân nhà Trường chơi đánh ken. Nhìn thấy N, Trường nhớ lại những cảnh trong phim mà Trường đã coi tại nhà của người bạn khác. Lúc này Trường nảy sinh ý định làm với N như những gì trong phim. Để thực hiện ý định của mình, Trường đã đuổi em trai và mấy đứa trẻ khác sang sân nhà hàng xóm chơi bằng lời hứa. Mấy đứa bay qua nhà bà út em chơi đi, tao hái rau má làm nước một chút tao cho uống. Trường rủ N ra phía sau nhà để hái rau má cùng mình. Hái rau xong, Trường kêu N bỏ vào cái thau ở nhà dưới. Thì bị Trường chạy theo, dùng tay kéo vạt áo N lôi vào nhà trên. Sau đó, Trường khống chế N. N kêu la, buông ra thì bị Trường dùng tay bịt miệng lại không cho la. Trường dùng sức mạnh làm trò bỉ ổi với bé N, y như những gì Trường đã được coi trong phim. Khi Trường chuẩn bị xong việc, thì một bé trai 10 tuổi chạy vào, nhìn thấy đã hét lên nhưng bị Trường đuổi sang nhà bà chơi. Trường buông N ra và cả hai cùng mặc quần áo vào. Trước khi cho N ra về, Trường còn dặn bé N là không được kể cho bất kỳ ai nghe, rồi Trường đi tắm nhưng không có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, gia đình cháu N nghe những người hàng xóm nói lại nên đã gặng hỏi con thì biết được sự việc, nên đã lập tức đi trình báo chính quyền địa phương. Hoàn cảnh trái ngang. Trường là đứa con bị bỏ rơi, nên cũng chẳng ai biết cha mẹ ruột của Trường là ai. Trường được ông Nguyễn Văn Đê và bà Hồ Thị Hát nhận làm con nuôi và được đăng ký khai sinh tại ấp Cầu Chùa, xã Kế An, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Ở với cha mẹ nuôi được 8 năm, do hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn, nên ông Đê đã đem Trường cho vợ chồng bà L nhận làm con nuôi. Học hết lớp 6, Trường bỏ học ở nhà lêu lổng cùng đám bạn và tiêm nhiễm tật xấu hay coi phim bẩn. Do không xác định chính xác được độ tuổi của Trường nên để đảm bảo khách quan, cơ quan công an thị xã Ngã Bảy đã phải ra quyết định trưng cầu giám định độ tuổi. Ngày 7 tháng 7, phân viện khoa học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh đã có kết luận tại thời điểm gây án, độ tuổi của Trường là từ 14 năm 1 tháng đến 14 năm 7 tháng. Ngày 18 tháng 7, công an thị xã Ngã Bảy đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Trường để điều tra. Công an cũng đã tiến hành khám xét và thu giữ tại nhà của Nguyễn Ngọc Thiện 2 đĩa phim có nội dung bẩn. Tuy nhiên, do Thiện chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên không bị truy cứu. Về phần gia đình người bị hại, do sợ ảnh hưởng đến tâm lý của con gái về sau, nên gia đình đã từ chối đưa bé N đi giám định thương tích, mà chỉ yêu cầu Trường và cha mẹ nuôi phải bồi thường số tiền tổn thất tinh thần và thuốc men điều trị là 7 triệu đồng. Lòng bao dung của gia đình người bị hại. Tại phiên tòa sơ thẩm, Trường thành khẩn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trường lý nhí, bị cáo đã thực sự hối hận về hành vi của mình, xin tòa xem xét xử nhẹ để bị cáo sớm được trở về. Sau này sẽ chăm chỉ làm việc để kiếm tiền bồi thường cho người bị hại. Một vị hội thẩm với vẻ bức xúc chất vấn, tại sao lúc đó lại làm việc tán tận lương tâm với bé gái hàng xóm mới có 6 tuổi như vậy? Trường cho biết đã có uống rượu trong người, lúc nhìn thấy bé N lại nghĩ tới những hình ảnh đã được xem lúc sáng, nên đã nảy sinh ham muốn, không làm chủ được bản thân mình. Những người tham dự phiên tòa đã thực sự bất ngờ khi gia đình người bị hại đã từ bỏ quyền yêu cầu bồi thường của mình với lời giải thích rất đơn giản nhưng thấm đượm tinh thần nhân văn. Mặc dù hoàn cảnh gia đình còn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng thấy hoàn cảnh của bị cáo quá đáng thương như vậy, nên gia đình không có yêu cầu bồi thường nữa. Chỉ mong sau khi chấp hành án xong, bị cáo sẽ thực sự biết hướng thiện để trở thành một công dân tốt, sống có ích cho bản thân. Kết thúc phiên tòa, Tòa án Nhân dân tỉnh Hậu Giang đã tuyên phạt Trường 6 năm tù. Trường quay mặt lại Lý Nhi nói ba từ, con cảm ơn với gia đình bé N, trước khi lẳng lặng bước lên chiếc xe chở can phạm quay lại nhà tạm giam. Các bạn thân mến, đây là một câu chuyện hết sức hy hữu và đã để lại một hậu quả rất đáng tiếc. Qua đây cũng là bài học đắt giá cho tất cả chúng ta, nhắc nhở chúng ta sống cần phải có trách nhiệm, đạo đức và thượng tôn pháp luật.